mấy đứa con từ trên trời rơi xuống nó đảo lộn cuộc sống của tôi hết rồi. Thì điều gì sẽ xảy ra, chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày phải lo xa. Ôi thôi nghĩ suy sao mệt quá. Sẽ mai bên chàng rằng đôi khi cha hay trách con trai bóng la. Để rồi khi ta chung một nhà, hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới bên ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chia tiếng cười hà. Mãi ở bên chàng sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi chờ chờ, may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Đây, vô đây, vô đây. Dạ, con ngại quá. Không có gì đâu, mời vô đây, vô đây. Trời ơi, đi mời cậu ngồi, mời cậu ngồi nghe. Ê, nhà cho chu cho. Nhà bác sáng sủa với lại đẹp quá. Trời ơi, tôi nhờ cậu nghe, không có cậu là tôi như là tôi bị cái đám kia nó sần tôi rồi, nó giết tôi rồi. Tôi cậu ơn cậu nhiều lắm. Dạ. Sẵn bữa màu đen cơm. Ăn cơm hả bác? Nhà tôi luôn nghe. Thôi 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 thôi, ăn cơm gì con no rồi. Ôi để vô con dọn ra cho nha. Ờ giờ gì vô dọn gì? Ê ê dạ? Gà tôi biết cái gì đâu, vô dọn. À con quên tưởng nhà con. Ngồi yên đây để tôi vô tôi lấy nước cho uống nghe không? Dạ thôi thôi thôi, con không có khát nước gì hết đó. À. Ê mà nhìn thấy bác mệt mỏi quá, hồi nãy là đúng mấy bọn cướp nó giận dữ quá. Đúng rồi. Bác nằm xuống đi. Chị. Con massage ghe cho. Thôi thôi thôi, thôi ông ơi, trời ơi, tự nhiên cái mới biết nhau gì đâu massage ghe ông ơi. Dạ. Nhỏ lớn cơ thể tôi không ai bóc hốt được hết trơn. Thôi bác nằm xuống đi, con mới. Thôi thôi được rồi, ngồi yên đây tôi kêu con gái tôi ra. Rồi cái tôi kêu con gái tôi nó lấy nước cho cậu uống nghe không? Vy ơi. Vy em. Vy em nó nấu cơm. Dạ. Dạ. Đó, con gái. Hả? Gì vậy? Gì vậy? Đẹp quá. Gì đẹp? Cái tập về đẹp quá. Trời ơi, có duyên ghê không? Biết ra tay cứu người mà có duyên ghê luôn vậy đó. Gì vậy con? Ê. Hả? Ba. Vậy? Thằng nhóc là ai vậy? Ủa sao kêu? Trời ơi, ba. Con nghĩ sao con kêu người ta thằng nhóc? Tao quánh nãy giờ à? Nhờ có người ta nữa nghe chưa? Không thôi đó là ba mày bị ăn cướp giết. Là coi như ngày này năm sau là ba mày ngồi ngắm gà khỏa thân đó. Dạ. Hiểu chưa? Ủa vậy là đây... Cứu giúp đó. Ra tay tương trợ ba, ba bị ăn cướp đó. Đá thằng cướp té luôn. À. Đi con. Coi coi dọn cơm á cho ba với anh ăn đi. À đi đi em. Nghe để không? Em à, thôi. Không cần. Thôi. Tôi tự làm được. Ừ. Trời đất ơi. Thấy không? Bác ơi. Con gái duy nhất của bác đó hả? Ờ nó vậy đó, nó quạo quọ vậy chứ nó dễ thương. Khi mà quen ra rồi á nghe, hiểu biết đó rồi, tánh tình của nó dễ thương lắm. Nó tinh vi đó. Tin em tinh vi. Ờ trời ơi, tinh vi. Gương mặt mà đẹp như cái tên vậy luôn đó. Đúng đó, Lê Nguyễn Hoàng Thị Mí Vi. Trời ơi. Mí Vi. Nó có giận điệu quá. Giận điệu lắm. Bác, Mí Vi có người yêu chưa? Chưa. Mí Vi chưa có người yêu. Ba ơi. Ba ơi ba. Qua đây đánh cờ tướng. Mời anh qua đây hả? Ừ. Đây cờ tướng đây, cờ tướng đây. Giang bóng em tâm tư anh triền miên. Nói nghe vừa nói không nên đây. My friend, my friend.
em cái gì mà con la dữ vậy con gái yêu của ba? Ba ơi con ơi, ba hẹn đó đi ra đây. Ba biểu mày đi mua cho ba cái bàn cờ tướng mới, mày không chịu mua. Để vậy thiệt tình nè. Cái gì? Sao ba kêu thằng nhóc mà vô nhà mày hoài vậy? Thằng nhóc gì nói gì hỗn hào với con. Không thích. Người ta vậy kêu là thằng nhóc. Đừng có quên người ta đã từng cứu ba khỏi tay bọn cướp nha. My friend của ba đó nghe. Dạ. Rồi đây. My friend ơi, my friend ơi. Dạ. My friend này khát nước quá. Ồ, khát nước hả? Được rồi. Để chuẩn bị nước rồi mình đánh cờ tướng bây giờ nghe. Thôi bây giờ uống nước bình thường không có hay, không có ngon. Mình đánh cờ tướng mình phải uống trà Long Tỉnh nè. À, mình phải uống trà đào nè, mình uống trà cúc nè. Nghe chưa? Mình uống nhiều đủ thứ trà, trảm mã trà nè. Đó. Rồi cái gì? Đuổi về vậy ba đang chơi cờ tướng. Trời ơi, ba có bạn vậy con phải vui chứ sao con kỳ vậy? Hả? Không, đó, để từ từ đi, tôi sắp cờ xong cái tôi vô. Cái tôi nấu nước, cái tôi pha trà uống, nghe không? Bà, nghe con nói không vậy? Không, không nghe gì hết. Đó. Rồi đi đâu hả? Con qua nhà chú Tùng. Qua nhà Tùng chi? Cái con này thiệt tình luôn. Ủa my fan, my fan. Hả? Em nó chạy rồi giờ sao my fan? Đã không chịu, còn không chịu đuổi theo. Còn ở đây chi vậy không biết nữa. Trời đất ơi, đuổi theo rồi ai chơi đánh cờ với my fan? Không có, my fan tự chơi với my fan thì được rồi. Vậy hả my fan? Ừ. My fan chơi mình nha. Rồi. Vy, Vy. Mạnh miệng nói lắm. Giờ ngồi chơi mình sao chơi? Em ra đi tập thể dục gặp anh. Anh đi tập thể dục hả? Ừ, tập thể dục. Trời ơi, sao muốn chưa? Chưa. Trời ơi, công viên mà sao đụng chạm quá vậy? Có gì đâu, mình tập thể dục mà. Anh rời người em đi. Trời, em nhỏ lắm. Thôi mà Linh, tôi đã nói với Linh biết bao nhiêu lần rồi. Trời ơi, nói lâu lắm luôn rồi đó. Cứ gặp nhau là cứ phải đụng chạm, nắm tay nắm chân chi. Bà con cô bác trong xóm tao thấy kỳ lắm. Trời, em nói rồi, có gì đâu kỳ. Trời ơi, anh nhìn tướng dạo này tập thể dục nhiều ngon ha. Dạ. Với tôi nói con nha, trong xóm của mình con nít nhiều lắm. Cô tập thể dục mà cô ăn bận kìa. Rồi mang guốc cao, chạy về lỡ té trật giò sao? Em đang tập một cái môn mới không sao hết. Môn nào? Môn gì mà sao mang guốc cao chạy bộ vậy? Môn thấy trai là chạy á, thấy anh là chạy á. Thấy cưng quá à. Thích quá. Thôi cô Linh ơi, cô Linh ơi, cô làm tôi sợ thiệt đó cô Linh. Làm sao thoát khỏi tay em? Anh Tùng! Vy! Vy! Thôi nha! Vy! Nhanh về tích nè Vy! Đứng lại! Đứng lại! Nhanh về tích nè! Em! Hả? Lấy cái mỏ vô! Không ơn! Tôi muốn chết bây giờ nha! Trời ơi! Muốn chết tự nhiên muốn chết anh! Lấy cái mỏ vô! Nè! Buông ra! Tôi la lên á! La lên! Đừng có la! Đừng có la! Đừng có la mà! Đừng có la! Em ơi! Em! Trời ơi! Anh! Anh dính rồi, nó dính rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Em. Cái gì vậy? Vy, nghe chưa? Cũng được, nhưng mà ở đây là công viên, không nên đâu. Thôi, cứ thoải mái đi, nhưng mà... Buông ra! Kính tôi sao? Chú, trời ơi, không phải vậy. Không phải vô nghỉ đâu. Không phải. Anh muốn nghỉ gì cũng được hết đó. Trời, cái gì vậy trời? Trời ơi! Buông ra! Chị... Tuổi trẻ vào đây bạo dạn quá. Đừng buông ra. Đừng buông ra. Đừng buông ra mà. Đừng buông ra. Thôi ra. Đi. Trời ơi. Cái gì mà gây lộn dữ. Cái gì mà cứng dữ vậy nè. Ý, chuột nè. Xin lỗi. Đẹp trai quá. Tỉnh. Chỉ có anh Tùng thôi. Chỉ riêng mình anh Tùng thôi. Anh Tùng ơi! Vy! Em không thoát khỏi tới anh đâu. Ý, mà cô tên gì vậy? À cô!
Trời ơi không ổn mà, cái xóm này cái càng ngày càng không ổn. Không lẽ giờ bán nhà chuyển đi trời. Nó tùm lum hết rồi. Anh đừng đi. À, mệt quá. Cái gì nữa vậy con lên. Anh đòi bán nhà hả? Anh bán đi đâu là em chạy theo chỗ đó, mệt quá. Nói nghe nè, anh công nhận hồi nãy em gặp bạn trai của ông Vi á, ôi ôi đẹp trai, người sáu múi, trời em chạm luôn, sáu múi rõ ràng như anh tầm chắc cả năm trời, không biết đường về không nữa, không được luôn đâu, mệt quá. Nói nghe nè, giờ mình tập thể dục hay là mình nhiều chuyện? Nhiều chuyện thì ngồi nhiều chuyện nha, tôi chạy tập thể dục tiếp đây. Anh ơi, anh Tôn, xóm mình ai sáng buổi sáng xuống tập mông thì chừng có nhiều chuyện. Thôi chị đợi cái gì đấy. Xin lỗi chị gì vậy mà tí nữa cái ông mà đè em ra hồi nãy á, có kiếm em nó không thấy em. Vi mệt quá thôi. Làm sao hết mệt, đứng lên không luôn. Để làm này mới hết mệt. Đó giờ mới thấy hết đất hết mệt luôn á. Hết mệt chưa? Hết mệt rồi. Sáu núi. Chị em hỏi, chị thấy Vi đâu không? Chị Vi hả? Không biết. Vi nào ta? Vi hồi nãy đó. Không có Vi, có Linh nữa không? Chị ngồi xuống nói chuyện với Linh nè, tôi là Linh. Không có giỡn nha. Chị Vi giùm em đi, em kiếm Vi gấp lắm, có chuyện gấp lắm. Vi đâu? Vi ở đâu ta? Không biết. My friend. My friend. My friend có thấy con gái tôi không? Không. Tại sao vậy? Mất tiêu rồi. Trời đất ơi, ta nói mà My Friend đừng có bao giờ mà gọi rằng là sổ sàng quá, lộ liễu quá, lấn quá là nó sợ nè. Hiểu không? Hiểu rồi, My Friend hiểu rồi. Cô Linh, có thấy con gái của tôi không? Sao mọi người ở chung cư này kỳ ghê luôn á. Hả? Trời ơi, chú kêu gì tội nghiệp con. Con có già cả gì đâu, mặt con gì kêu con bằng cô. Bắt đầu từ ngày mai chú kêu con bằng em luôn đi. Xin lỗi bác. Dạ. My friend, bye. Kỳ cục. My friend. Còn anh nữa, muốn gặp tôi đừng kêu tôi bằng chị nữa. Tôi nhỏ lắm, kêu tôi bằng em đi. Trời đất ơi, bây giờ là em thấy Vi đâu không? Vi, em thấy Vi đâu không? Em, Vi đây nè. Vi đâu? Vi đây nè. Vi. Sao em trốn anh hoài vậy? Trời đất ơi, chị này kỳ quá nha. Em nói dặn rồi chị. Vi ơi. Đúng rồi, không có đứa chạy theo tôi nữa không? Đừng có đứa người đáng lại. Ê. Sao đẹp quá vậy? Sao đẹp quá vậy? Lưu đồ. Lưu đẹp. Đó. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trêu trẻ. May mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Chia tiếng cười, mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trêu chè, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng.